Cầu thủ đẹp trai nhất đội tuyển Pháp, ngang ngửa CR7, thừa nhận ăn trả giờ ra sao? Chàng cầu thủ nổi tiếng điển trai và cũng có số đào hoa, từng thừa nhận ngoại tình. Olivier Giroud được truyền thông đánh giá là cầu thủ điển trai nhất của đội tuyển Pháp. Từ nhiều năm nay, Giroud luôn xuất hiện trong danh sách những cầu thủ quyến rũ nhất hành tinh. Chân sút này có gương mặt nam tính, hấp dẫn cùng vóc dáng săn chắc, vạm vỡ. Tháng 2 năm 2015, Giroud còn được bình chọn là cầu thủ ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất. Đẹp trai, nổi tiếng và giàu có, Olivier Giroud luôn thu hút nhiều người đẹp mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, Giroud sinh năm 1986, kết hôn khá sớm. 25 tuổi, Giroud đã lên xe hoa với Jennifer trong một đám cưới bí mật. Vợ chồng Giroud được xem là một cặp đôi khá kín tiếng. Olivier Giroud là một trong những chân sút quyến rũ nhất hiện nay. Vợ của chân sút này nhiều hơn nam cầu thủ 2 tuổi. Cô không giàu có, không nổi bật nhưng lại có thể giữ chân được chàng tiền đạo điển trai bậc nhất thế giới. Jennifer thường được chồng gọi bằng tên thân mật là Jen. Cô không giống như những VKS khác, sa đà vào chuyện sắm sửa xa hoa, ăn mặc đồ hiệu, xuất hiện lộng lẫy trên báo giới. Thay vào đó, người phụ nữ này luôn là hậu phương vững chắc của Giroud, đứng đằng sau giúp anh chăm sóc cho 4 con nhỏ. Thời gian còn lại, cô sẽ cố gắng đồng hành với chồng trong những trận thi đấu, các mùa giải lớn mà anh tham gia. Anh có cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ hơn 2 tuổi. Con đường hôn nhân suốt hơn một thập kỷ qua của cặp đôi không phải chưa từng có sóng gió. Còn nhớ năm 2014, một scandal đã nổ ra khi hình ảnh Giroud và nữ người mẫu Cilia Kay xuất hiện trong tình trạng mắt mày xuất hiện trên báo chí nước Anh. Giroud nhanh chóng gửi lời xin lỗi vợ cùng gia đình, huấn luyện viên, đồng nghiệp và bạn bè công khai trên Twitter cá nhân. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì trai đẹp nước Pháp thậm chí còn quỳ gối cầu xin vợ tha thứ. Thay vì làm dùm beng mọi chuyện, Jen quyết tâm sát cánh bên chồng và hết mực bảo vệ anh. Đây có lẽ là điều may mắn nhất mà chân sút này có được. Năm 2016, cô tiếp tục hạ sinh thêm một đứa con cho chồng. Điều này khiến cho những lùm xùm xung quanh vụ việc biến mất hoàn toàn. Họ từng gặp phải vụ lùm xùm suýt nữa đổ vỡ. Từ đó đến nay, Giroud cũng chưa từng dính vào bất cứ một scandal ái tình nào nữa. Thậm chí, anh còn nổi tiếng là người sợ vợ. Bất kỳ quyết định quan trọng nào mà chân sút này đưa ra đều được tham khảo ý kiến của vợ. Hiện tại, ở tuổi 37, Giroud cũng đã có một sự nghiệp thành công dưới sự đồng hành của cô vợ hơn 2 tuổi. Hơn thế, anh còn có một gia đình hạnh phúc với 4 đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Gia đình họ đang sống trong căn biệt thự xa hoa có cả khu phức hợp hồ bơi và spa hoành tráng ở tầng hầm, cùng thang máy cho phép linh hoạt di chuyển giữa tất cả các tầng. Tổ ấm của họ là niềm mơ ước của bao người. Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.